các thành viên của nhóm báo sạch không thể được coi là nhà báo. Các hành vi lợi dụng quyền con người để vi phạm pháp luật đều bị xử lý theo quy định. Đó là khẳng định của Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao diễn ra mới đây. Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị đánh giá về việc 5 nhà báo điều hành fanpage báo sạch trên Facebook bị buộc tội đăng tải thông tin xuyên tạc và tuyên án tù, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, chính sách nhất quán của Việt Nam tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Như ở các quốc gia khác, tại Việt Nam, các hành vi lợi dụng quyền con người để vi phạm pháp luật đều bị xử lý theo quy định. Vụ án trên được báo chí đưa tin công khai, quá trình điều tra xét xử theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật. Các bị cáo đã bị tước thẻ nhà báo từ nhiều năm trước vì có hành vi sai phạm, gây ảnh hưởng đến cơ quan, doanh nghiệp và người dân. Như vậy, trong vụ án này, chỉ có những người vi phạm pháp luật bị xử lý theo luật định, chứ không có cái gọi là nhà nước đàn áp truyền thông hay trấn áp nhà báo như một số luận điệu xuyên tạc, vu cáo, bịa đặt.